Kính chào tất cả mọi người, năm mới gia đình mình cũng xin kính chúc cho tất cả mọi nhà được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, vạn sự bình an, an khang thịnh vượng nha. Hôm nay mình có đi chợ mua ít nạm bò về nấu bò kho cho mấy đứa nhỏ, lại sả, củ hành, củ tỏi với cà rốt. Với mình mua ít dừa khô nạo quá, vậy mình dắt vô mình nấu với lại dừa tươi nè, mình ăn kèm nè, với lại bánh mì, với lại này bánh phở mình ăn hủ tiếu bò kho. Giờ mình nói gia vị vô cho miếng xả vô, xả ớt vô. Có hành, có tỏi. Cho một cái gói gia vị nấu bò kho vô đây. Gia vị nấu bò kho thì nó có màu. Cho 2 muỗng rưỡi đường, 2 muỗng hạt nêm nhỏ, một xíu bột ngọt, ít muối ớt. Đều lên. Này nấu bò kho mẹ luôn dùng cái thịt nạm á, để lát mình ăn nó có cái gân gân. Cắt nhỏ nhỏ vậy cho nó mau miệng. Bỏ cái gói gia vị vô nó thơm hay mẹ? Trong này nó đủ gia vị hết trong này nè. Có một vị hương rồi. Cho nửa gói thôi, nhiều quá nó sẽ bị đắng. Cho ít màu dầu điều vô cho nó có màu đẹp. Rồi, xuống đây mình lật rau. Để mình ớt với khoảng 30 phút rồi mình nấu. Quên. Cái rau này cho nó thơm. Mình củ cải, mình cũng sắn bông. Với củ hành tây. Để tí mình nấu, mình bỏ vô xem. Sắn bông cục bự bự vô nó đưa nấu không bị nhừ quá mẹ. Giờ lặt rau xong rồi mẹ Linh sẽ bắt đầu nấu luôn. Tại ớt hồi nãy giờ nó cũng thấm mày. Cho vô son xíu dầu ăn. Rồi xả băm. Xả băm. Miếng củ hành, củ tỏi. Cho nó vàng lên.
Với cà ít, cái xả cây vô con, mình xào chung đi. Xả nó vàng rồi con cho thịt vô mình xào. Cho nó vừa tươi vô đây con. Cái vừa tươi nấu bằng nước vừa tươi cho nó ngọt cái nước. Mình ướp lên cái màu đẹp quá mẹ. Như ít nước vừa, nước vừa dảo quá con. Mình đổ vô. Còn cái nước cốt nhất này để khi nào gần chín mới bỏ vô hả mẹ? Mình mới bỏ vô. Giờ cái nồi bò kho là chỉ đợi cho nó mềm nó thôi. Liêm liếm lại. Thấy lúc này là lên màu đẹp rồi đó. Bò nó mềm rồi con, mình bỏ cà rốt vô. Lúc này nó sắc lại giống cái màu bò kho dữ vậy nè. Gói này mẹ lên tỉa bông nhưng mà tỉa cục hơi bự bự để nấu đừng bị nhừ. Có hành tây rồi mẹ mình bỏ sao. Nè mình nêm nếm lại cho. Hạt nêm lên nữa thôi con. Miếng đường phèn nên cho nó ngọt thanh. Cà rốt nó chín cái mình cho nó cốt dừa vô nữa là xong. Nấu món này cũng nhanh được cơ chú. Tại nấu lâu bò thì nấu nó hơi lâu xíu. Chứ nêm nếm cũng đơn giản em mẹ. Có bịch gia vị bò kho là mình nấu được à. Nó có nước gốc dừa cho nó thơm thôi. Dạ. Cà rốt nó cũng mềm mà mình cho hành tây vô. Cho nước cốt dừa vô. Giờ nó chín rồi. Này xu ăn hủ tiếu hả con? Mẹ làm hủ tiếu. Còn Linh ăn bánh mì hả anh Linh? Dạ con ăn bánh mì.
Chín là thơm á. Ừ. Đi con ăn bánh mì. Tết thôi mẹ, tô bự quá. À, mẹ múc tô đi, lát con múc ra chén. Ờ, con múc ra chén thôi. Quá hấp dẫn, thơm quá mọi người chú các bạn ơi. Bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là mẹ Linh đã nấu xong cái bò kho rất là ngon luôn. Bây giờ thì xin mời ông bà cô chú cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Mời tất cả mọi người dùng bò kho với mình nha. Để mẹ múc cho con. Dạ, cảm ơn mẹ. Bữa nay anh đang đi làm lại ông bà cô chú. Ừ. Nên là có ba mẹ con ở nhà. Con thích ăn bánh mì. Dạ. Mẹ Linh với bé Xu thì ăn phở không mẹ? Hủ tiếu, hủ tiếu bò kho. Giống như sợ phở vậy. Đưa mẹ hết con chấm nữa. Xu ăn đi. Cho thêm một xíu rau thơm đi cho nó thơm. Thơm quá. Ừ. Xu bỏ rau quế rồi vô ăn coi. Nghe nó thơm. Cái này bánh mì đặc ruột luôn bà cô chú. Cũng vừa mềm mềm tới. Mềm quá nó cũng không ngon. Ừ. Nãy bé Xu nặng trăm cho mẹ rồi á. Vâng. Nặng nữa sợ chua. Ừ. Mời ông bà cô chú các bạn nha. Dạ ăn không con? Dạ ngon mẹ. Béo. Ừ, nó lạc thì con nêm thêm miếng muối ớt đi. Đấy, ăn đi làm. Ăn thì mẹ múc thêm lên để múc. Nhiều dạ. Quá nó nguội đúng không? Cái nạm này nấu ngon, nó bò kho nó ngon. Ừ, nó không có ngán đâu. Dạ.
ăn với rau này vô thơm chứ con. Dạ, nãy con có bỏ rau quế, rau thơm, rau ngò ôm. Ừ. Với ngò gai. Rụng ràng mấy bữa giờ hết Tết. Ai đi học thì đi học lại, ai đi làm thì đi làm. Ừ. Nghỉ Tết xong đi làm lại chắc thấy quải lắm. Công nhân bắt đầu đổ lên để làm một lần hả con? Dạ. Mấy bữa lên kẹt xe hả con ha? Dạ. Đông xe lắm mẹ. Ừ. Tết ai cũng về quê ăn Tết đi. Hôm nay người ta lên người ta đi làm lại. Về quê cái dân lại vắng. Trời ngoài đường không thấy chiếc xe luôn. Ừ. Sài Gòn vắng tanh luôn nè. Chỉ có mấy cái chỗ nào mà để ngắm qua rồi thì chỗ đó mới có người. Còn ngoài đường là vắng không? Năm nào cũng vậy hết á. Mất hay mà con. Dạ. Nước chấm bánh mì ngon mẹ, béo. Này mình nấu có nước dừa khô, nước dừa tươi, nó béo ngon. Lên hết một ổ bánh mì thêm một ổ nữa. Ăn đi con, bánh mì nhỏ nhỏ không à. Nhưng mà cái ruột nó đặc nè mẹ, đặc sệt luôn. Ngon ha. Dạ, bánh mì đặc ruột vậy chấm nhỏ nhỏ vậy ăn không có ngán. Người ta làm cũng hay, có ổ bự mà bỏng tót ở trong mà, không có ruột. Chua không thêm bánh mì? Thế bánh mì chấm không? Chấm bánh mì này mới chua bánh mì ngon á. Để bọc hết nè. Tết năm nay cũng thấy buồn quá em nha. Tết năm nay về quê hết trơn. Vắng. Công nhân lên làm mới rộn dịp trở lại. Cũng giống như kiểu trước Tết thì thấy nó xơm xơm, chứ trong Tết thấy buồn nha. Vắng que. Hồi xưa á, mùng năm á, cái chợ thành thử ai có mua đồ người ta trữ nhiều quá con. Bây giờ ngày nào người ta cũng bán hết. Dạ. Có mùng một thì người ta hay nghỉ bán đồ ít, cái mùng qua mùng hai là ta bán nhiều rồi. Mùng hai là bắt đầu bán lại. Ừ.
ăn hủ tiếu lên. Con bánh mì ngon quá mẹ. Hồi xưa trong Tết nè, hồi đó khổ đó con. Dạ. Cái gì cũng để mà Tết mới có ăn. Nít thì trong Tết đi sắm đồ Tết. Ừ. Bánh kẹo ăn. Giờ ngày nào cũng có. Hồi xưa đợi Tết mới có dưa hấu ăn, còn bây giờ quanh năm lúc nào cũng có hết. Dạ. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là Linh với mẹ với bé Su đã dùng xong cái bữa bò kho ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.